Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Postmaster, let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Player 1, choose. Và lần này thì mình sẽ chọn anh chàng nào đây. Anh chàng ném bài này đi. Let's go. Wow, gặp Jim. Oh, hơi cao rồi. Wow. Finish him. Epic win! Player one, choose. Go, let's go. Chúng người thôi, cái này phải tầm 20. Bài ra phải hết shot rồi. Ok, anh ta đang đánh sẩy rồi. Finish him. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá thực cân thứ hai nha. Xung quét. Cú đây là Adventure. Let's go. Máy in tiền tại chỗ. Ok, mua luôn hai chiếc điện thoại. Okay, let's go. Vâng, khi ta uống chai nước là sao, anh ta đổi màu ra, đổi luôn màu da, rất là đẳng cấp. Let's go. Rồi bây giờ các bạn cùng mình khám phá được game tiếp theo nha. Let's go. Finish him.
Đây là một tựa game robot, các bạn phải đi giao hàng. Let's go. Đấy, không biết là cái gì đây. Để sẵn cái này xem cái gì. Wow. Wow, wow, wow. Wow, đến là robot luôn. Rất là khủng luôn. Một hộp dưa. Perfect game. Sounds exciting. Ok, xuống đây ăn xem. Đứng nữa thôi là tới chỗ giao hàng rồi. Cố lên các bạn. Let's go. Ok, là tới chỗ giao hàng. Và mình sẽ giao hàng cho cậu bé này. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Zombie Stone Army. Let's go. Thu thập vào những chữ zombie sao cho nhiều nhất có thể. Let's go, let's go. 5 zombie rồi. Sáu rồi, ok. Wow, lại chết một. Perfect.
Wow 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 wow. Quả vừa rất là chôn. Wow, bắt đầu nhanh rồi, tăng tốc rồi. Oh my god. Oh my god, quả vừa rồi trồn đúng không ạ? Wow, wow, chết luôn. Rồi ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới cái tiếp theo nha. Assassin. Let's go. Level 142. Rồi, và lần này thì mình sẽ phải tiêu diệt 13 đối thủ. Ok. Ngon, chạy luôn. Mình sẽ chạy ra đây. Sau đó thì mình sẽ đi tiêu diệt đối thủ nào trước đây. Đối thủ này đi. Let's go. Ok. Chạy luôn. Wow. Let's go. Wow. Mình máu đã bắt đầu đỏ đỏ rồi. Không sao. Tiếp tục. Đây, cơ hội của mình đi rồi. Let's go. Còn một đối thủ nữa. Đi ngược nó vào anh ta. Ok. Rồi, level 143. Let's go. Ok. Wow, chỗ này hơi chậm một chút. Thì các bạn phải đợi cho những nhân vật này đi ngược lại. Rồi, chạy luôn. Mình sẽ chạy vào đây. Đợi tập trung đủ, mình lại tiêu diệt tiếp. Let's go, let's go. Ok, tiếp tục nào. Còn lại lại tiêu diệt được hai đối thủ tiếp rồi. Wow, wow. Đây, 6 đối thủ tất cả. Đây, cơ hội của mình đây. Wow. Anh chàng này đi ngược lại. Ok. Wow, mình bị lừa rồi. Không sao. Let's go. Tiêu diệt hai anh chàng này trước này. Ok. Sau đó thì mình sẽ đi đường này xem. Ok, let's go. Ba đối thủ. Mình sẽ lột đường này. Tiêu diệt anh chàng này. Sau đó anh chàng này luôn. Let's go baby. Ok. Đây rồi. Rồi, bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới kênh tiếp theo nha. Mr. Smith. Mr. Smith. Đây là một ông bán thịt heo. Nhưng ông ta rất là hung dữ. Trong tựa game này thì các bạn phải hóa thân là một chàng trai. Sau đó thì sẽ phải vào cứu cô gái. Ở trong bức ảnh này, cô ta bị ông ta gọi đến và sau đó ông ta bắt cóc cô ta. Và bây giờ thì mình chắc là mình là bạn của cô ta và mình thấy từ sáng đến tối không được cô ta về. Thì mình đã nghi vấn là ông ta bắt cóc cô ta rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải vào đây và mình sẽ đột nhập vào nhà ông ta. Sau đó thì sẽ phải giải cứu cô gái này thoát khỏi nhà ông ta. Ok. Và đầu tiên thì sẽ có một khẩu súng và một viên đạn. Thì cái này các bạn chỉ dùng để phá cửa thôi. Sau đó thì các bạn vào nhà. Ok. Mình xem dưới này có gì không. Một chiếc chìa khóa Grand Key. Đây là chiếc chìa khóa mở cửa đằng sau. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ mở cửa đằng sau này ra. Một chiếc kim. Cạc cây. Chìa khóa mở cốp xe ô tô. Thank you.
Hummus. Let's go. Mình sẽ dùng chiếc búa này phá luôn cái camera mà ông ta đặt ở đây. Ok, let's go. Rồi, lường qua gốc cây, trèo qua cành cây để sang ngôi nhà này. Ngôi nhà này cũng bị khóa kín ở bên trong. Và xem ngôi nhà này có gì không. Một mã code, ok. Cầm luôn cái mã code này đi. Và mình sẽ để ở đây, cho dễ nhớ. Let's go. Vứt chiếc kìm ra đây. Sau đó mình vẫn phải dùng chiếc kìm kia để tháo những tấm gỗ này ra. Ông ta có nuôi một con lợn rất là hung dữ, chắc ông ta ra ngó xem lợn nó đang ở chỗ nào. Ok, crack cây. Rau cây. Quả vừa rồi bắn sẩy luôn, tài thật. Rồi, và còn một chiếc chìa khóa rách cây nữa thôi. Là mình có thể cứu cô bé này thoát khỏi nhà ông ta. Ok, let's go.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Victor Bullets. Let's go. Ok, mình sẽ để đây cho các bạn dễ nhìn. Rồi. Ở đây thì mình sẽ phải bắn hai lần. Thứ nhất là làm cho cái này rơi xuống này. Và thứ hai phải bắn làm sao để cái này nó bắn vào đó. Ok, chưa được. Không được rồi. Không được rồi. Rồi ok. Vẫn chưa được. Mình sẽ phải chỉ đạo thật chuẩn luôn. Let's go. Okay, let's go. Tiếp tục vào. Cái này rơi xuống đây. Oh, không được. Đây rơi xong được bắn luôn. Tiếp tục. Let's go. Làm sao để bắn để chích cả hai đối tượng cùng một lúc. Ok. Đẩy cái này ra đây. Sau đó thì mình sẽ phải bắn chuẩn vào đây. Ok. Tiếp tục nào. Let's go. Không được. Chú xuống một tí nữa. Một tẹo nữa thôi. Tẹo nữa. Let's go. Rồi, ok. Wow, rất là đông luôn. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới game tiếp theo nha. Radiator 13. Đây là một tựa game từ 6 ngày 13 rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok. Let's go. Tựa game này thì các bạn chơi, các bạn phải tính toán. Nếu không thì có thể các bạn sẽ không qua được cái map đâu. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ gạt sang đây. Và mình sẽ vào đây. Đẩy cho anh chàng này xuống dưới xem thế nào. Không, nếu như vậy thì mình sẽ thua ngay. Vậy thì bây giờ mình phải giết anh chàng này trước. Ok, sau đó cho anh chàng này vào đây. Rồi, tiếp vào đây. Rồi, đặt sang đây. Khi anh chàng này chết, thì anh chàng này sẽ chạy sang đây. Let's go. Thì mình có cơ hội để tiêu diệt ở đây. Ski. Wow, ok. Một con mèo. Ok, let's go, let's go, let's go. Bây giờ phải gạt sang đây đã. Nếu mà gạt sang đây, sau đó thì mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng này. Đó, nhìn thế này. Ok. Yeah. Let's go. Hai chú mèo, hai người. Như thế này, nếu mà vậy thì con mèo mình phải đẩy đi. Mèo đẩy đi tới đây đi. Sau đó thì mình sẽ giết anh chàng này. Giết anh chàng này. Ok. Và bắt đầu để đẩy anh chàng này. Đẩy anh chàng này đi. Sau đó tiếp đến mình sẽ đẩy anh chàng này. Quan trọng là phải đẩy con mèo này ra chỗ này cơ. Sai rồi. Lại thôi. Trước mắt đầu tiên mình sẽ đẩy con mèo này vào đây. Khi đẩy con mèo vào đây thì sẽ là như thế nào. Ok. Buộc phải đẩy nó ra đây. Quay lang sọ đó. Ok. Sẽ là như thế này. Đó, khi đó thì mình sẽ phải
Ok, let's go. Không được. Việc đầu tiên thì phải đuổi con mèo này ra đây. Sau đó thì mình sẽ ra xuống. Đây, như thế này. Ok. Rồi, sau đó thì mình sẽ đuổi con mèo sang bên kia. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Stubby Zombie 4, let's go. Đây là một tựa game mới ra mắt. Ok. Rồi, và mình sẽ bấm vào đây để cho cái này đổ xuống. Hai viên thì hơi khoai một chút. À, bắn một viên thì sẽ ra đây. Thế thì mình sẽ đi ra. Sau đó thì mình lại tiếp tục đi ra. Okay, let's go. Boom. Okay, đẩy cái này xuống nào. What? Ok, cứ tưởng làm sao lại là không xuống được thì chết. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Victor Ninja. Một lần. Mình sẽ cho bay luôn đi. Đây thì mình sẽ chém luôn. Chạm vào, ok. Clown. Đây là một gã hề. Ok. Vào đây một chút nữa. Rồi, mọi người đã bị rơi. Không được, đổ ngay. Cao đi. Sau đó thì mình sẽ chấm cái này để đẩy. Ok. Tiếp tục.
sang lại mai chơi với đi. Vẫn có sống, ok. Đầu tiên là chém đứt đôi cái này trước, sau đó thì sẽ chém làm đôi này. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới game tiếp theo nha. Mr. Sky. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ đi xem đường nào. Đi hướng này đi. Ok, bắn thôi. Rồi, tiếp tục. 2, 3. Ok. Continue. Let's go. Wow. Rồi, ok, mình sẽ đợi cái này đi tiếp. Sau đó mình quay sang. Ở đây thì có một cái thùng. Ăn được một chiếc chìa khóa rồi. Continue. Let's go. Boom. 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 Đây là một tên tướng. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Rồi, lại tiếp tục chạy. Wow, xin anh ta phát hiện ra mình. Ok, let's go. Wow, camera này hơi khó này. Yeah, yeah, yeah. Mình chạy theo. Ok. Chiu. Phát rồi. Đây là một tựa game rất là hay nhá các bạn nhá. Rồi, ok. Và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo. Let's go. Và mình sẽ nâng cấp. Nâng cấp và nhảy đi. Nâng cấp này tiếp này. Tốc độ chạy này. Tiền này. Tiền càng nhiều thì khi các bạn chạy thì càng dễ. Ok. Rồi lần này thì mình sẽ phải bắt 3 anh chàng. 1, 2. Chỉ cần là 2 người thôi. Wow. Rút luôn mà chạy. Let's go, lô thanh. Rất nhiều. Yeah, yeah, ok. Bạn anh chào đi trước đã. Đó là một chiếc chìa khóa. Nhảy, ok. Người đồng ngựa, nhảy kinh thân. Rồi, mình sẽ mở 3 chiếc chìa khóa này trong 3 hộp để xem được cái gì không. Đó là một nhân vật mới. Let's go. Tiếp tục nào. Đây, một chiếc chìa khóa này. Bắt luôn. Ok, rồi, thành công rồi. Mọi cách chơi rất đơn giản thôi. Đồ thành. Tiếp tục nào. Ok, let's go. Tập tụ vào đây. Vô. Vô tiếp, ok. Rồi, ok, và mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.